Hiếu Minh Audio xin mến chào toàn thể các bác, các anh em yêu âm thanh và yêu ca hát trên mọi miền Tổ quốc nhé. Thì hôm nay Hiếu Minh xin giới thiệu lại chiếc vang số JBL-X12. Và hiện tại trên tay Hiếu Minh đây là cầm một chiếc JBL-X12 màu vàng đồng, và em đã khui mở nắp ra cho các bác xem nội thất bên trong các bác nhé. Thì đối với dòng họ nhà X có JBL hay DPCJ, có X6, X8, X10, X12 thì bản chất của nó là một các bác nhé. Nhưng X12 là phiên bản sản xuất mới nhất năm 2018. Đây các bác xem này. Thì đối với cái chiếc vang số này, trước đây được áp dụng rất nhiều trong các phòng hát karaoke kinh doanh các bác nhé. Tiếng của nó nếu chỉnh chuẩn nó rất là hay. Chỉnh chuẩn rất là hay. Và thưa các bác, hiện tại thì đối với chiếc vang số này thì giá của nó cũng khá là bình dân rồi. Tất cả chúng ta khi bỏ ra một chiếc vang cơ 2 triệu thì nên cũng nên suy nghĩ đến thêm 1 triệu đồng nữa để sở hữu một chiếc vang số khá là sang trọng. Chất chất âm cũng cực kỳ tốt, tại vì cái vang số này hiện tại người ta cũng áp dụng rất nhiều phòng hát karaoke kinh doanh. Nếu mà chỉnh chuẩn thì cũng rất là hay các bác nhé. Đấy, em nói là nếu mà một đơn vị chỉnh chuẩn về chiếc vang số này thì chất âm của nó cũng rất là hay, mà giá của nó chỉ có 3 triệu đồng. Đầy đủ các tính năng điều khiển một chiếc vang số, có điều khiển từ xa, có remote này, có đầy đủ các 4 chế độ này, có echo này, có dì vợt này. Thấy các bác nhé, có echo, có dì vợt, đầy đủ tất cả mọi chức năng. Thì Hiếu Minh xin cam kết là hàng Hiếu Minh đưa ra trên tay các bác là hàng loại 1 xịn, loại 1 100% các bác nhé. Các bác trước khi nhận hàng có thể khui ra mở xem nắp. Nếu như hình không như quảng cáo thì các bác có hoàn toàn có thể trả lại hàng. Đấy các bác nhé, Hiếu Minh quảng cáo bán uy tín. Lấy uy tín làm hàng đầu, hàng quảng cáo làm sao, chất lượng sao, quay phim thế nào thì bán hàng làm vậy. 100 con như một. Hiếu Minh đã vừa ra một clip lúc trưa nay. Và tiếp tục Hiếu Minh xin làm một clip nữa để thông báo các bác có nhu cầu thì vui lòng liên hệ đến Hiếu Minh Audio. Đây các bác nhé, hàng Hiếu Minh thì quay sát cho các bác xem. Đường nét nét chi tiết mạch cực kỳ chuẩn và sạch sẽ các bác nhé. Linh kiện rất là dày và rất là đầy đặn. Người ta làm đây là cái con này X6 chuẩn loại 1, nó có hai nguồn. Nếu các bác nào mà mua là X ở đây là X12 các bác nhé, X chuẩn sẽ có hai nguồn. Nếu các bác nào mà mua cái loại một loại hai nó chỉ có một nguồn thôi. Một loại hai thì chỉ một nguồn, nhưng loại một thì bao giờ nó cũng sẽ đi kèm hai nguồn, một nguồn xuyến xử lý nguồn, một nguồn 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 đồng vuông đấy bác nhé, một nguồn đông, một nguồn đồng vuông thế này. Đấy, đây là vật phỉ trung hú và đây là phỉ xử lý âm thanh, gồm có một chip và một ram. Chip của nó là chip 32 bit các bác nhé. Đấy, còn hiện tại Hiếu Minh đã chỉnh xong tất cả cho các bác 4 chế độ, đó là hai chế độ dành cho hát karaoke, là chế độ echo trộn với dì vợt và chế độ echo riêng. Và chế độ số 3 là chế độ dành cho các bác đi làm sự kiện, đó là chế độ của MC các bác nhé, dẫn chương trình MC. Và chế độ thứ 4 là chế độ nghe nhạc, nghe music. Thì Hiếu Minh đã cài đầy đủ trên cái con vang số này rồi. Và tiếp sau đây là Hiếu Minh sẽ có một cái đoạn test chất âm sau khi cài đặt con vang số này. Xin các bác cùng nán lại ít phút để theo dõi cái đoạn ca mà bên Hiếu Minh đã setup vang số và thử thử test thử chiếc vang số này nhé. Các bác đợi trong ít phút. Xin cảm ơn các bác. Vâng, thưa các anh các bác, thì vừa rồi em đã có giới thiệu chiếc vang số JBL-X12 này. Thì em đã cài sẵn 4 chế độ, trong đó có 2 chế độ hát karaoke và một chế độ nghe nhạc, cùng một chế độ để dành cho các bác đi sự kiện, chế độ MC thôi nhé. Thì bây giờ em đã cài đặt xong và lắp vào một bộ dàn. Bây giờ em xin phép test thử cho các bác và anh em nghe thử chất âm sau khi cài đặt xong chiếc JBL-X12 này các bác nhé. Vang số JBL-X12 này. Thì bây giờ anh thử echo cho em nhé. Thì các bác nó rất là nhẹ nhàng các bác nhé, và tiếng nó rất là tốt. Thì bây giờ em xin test bằng một ca khúc.
muốn không gian đừng tàn, níu đôi chân thời gian ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài. Trước khi phân kỳ ơn gió cho tàu đừng đi, xe lăn lên đêm lúc ca chiều sấm lên đèn, mưa tô bay bay tăng ngang đứng hướng vài miền, còn muôn dần buồn mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống. Con nước cô đơn tránh con tàu nỡ sao đành, đem yêu thương đi đến nơi nào cánh đổi tình, đường bao nhịp lối tình trong nghìn mối vương theo một bóng người. Ta dương cuộc trong sương là mỗi lần ngóng chờ, chốn xa xôi nhàn tàn, còn đêm yêu thương sáng lên buồn vàng hoan hơn. Nếu mai đây về cùng trên chuyến tàu hoan hôn, có nhu cầu thì xin vui lòng liên hệ đến Hiếu Minh Audio ở số 451 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Số điện thoại liên hệ là 0919182233, 01689238, 01689840238. Hiếu Minh Audio xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.